Ra-mi-ra-ya-ma-cha-pa-ma-ta-ta-na-ve-ra-ma-ni Sikha-pa-đang-sa-ma-ti-ya-mi Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha badane sa thuk ang katawa ap mamane ni cha ka lang samma rakitapang chỉ thiện tên nên thọ tiền ở dưới này cho được trong sạch tới mình theo cho nên nên như vua a ma phan te dạ xin vâng Sĩ ra nó sức ảnh tăng dân tế, sĩ ra nó phô có sáng bà đá, sĩ ra nó bố tăng dân tế, ta sĩ mà sĩ ra nó sô thạc dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tính phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh và nơi ăn vui nào rồi thì sự ăn vui càng thêm tăng tiến do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây ấy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sáng ca giá giờ kính bạch cho đại đức tăng kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng sa văn lễ bái tam bà tụng kinh thọ trì quy giới và con xin được thay mặt đánh trong đạo tràng pháp cú kinh kính cùng thỉnh đại đức tuệ đức từ bi hoan hỷ kể ôn bài pháp cú số 224 nam mô phật tha giá dạ con xin được thành kính cung thỉnh đại đức tuệ đức ạ nam mô phật tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá con thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng con thành kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng kính chào quý bà quý cô tu nữ mến chào toàn thể đạo tràng con xin được ông bài kinh pháp cú câu số 224 sắc chăng phan nề na cút chay giá đa cha bas minh bi ya chi tô e tê hi tì hi tha nề hi gác chê đề hòa na sằng tí kê nói thật không phẫn nộ cố ích thí người sinh nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới là bản dịch của thượng thích minh châu chân thật là đức làm đầu chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng dẫu nghèo vẫn chẳng rứt rong ba điều tốt ấy thân dâm cảnh trời và phổ thơ của ngài hòa thượng giới đức con xin kệ sa chăng pha nê na cô chay ya đa cha bas minh bi ya chi tô e tê hi ti hi tha nê hi gạt chê đề qua nó sẵn tì kê sạc chăng phà nê nà cô chạy ya đạt cha bà sminh bì ya chi tô ê tê hi tì hi tha nê hi gạt chê đề qua nó sẵn tì kê sạc chăng phà nê nà cô chạy ya đạt cha bà sminh bì ya chi tô ê tê hi tì hi tha nê hi gạt chê đề qua nó sang tì kê dạ con xin hết ạ kính mời cô Rạng Đông tiếp theo sa thú lành thai đại đức tuệ đức con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp và ân đức tăng con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức con kính chào đạo tràng sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 224 sắc
chẳng phá đề na cú trở hành giá tất chấp bát mìm bí già chí tù ê tề hí tì hí thà nề hí gấp chề đề hòa na sằng tí kề sắc chẳng phá nề na cú trở hành giá đặt chấp bát mìm bí già chí tù ê tề hí tì hí thà nề hí gấp chề đề hòa na sằng tí kề sắc chẳng phá nề na cú trở hành giá đặt chấp bát mìm bí già chí tù ê tề hí tì hí thà nề hí gấp chề đề hòa na sằng tí kề nói thật không phẫn nộ của ít thí người sinh nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sắc chẳng phá nề na cú trở hành giá tất chấp bát mìm bí già chí tù ê tề hí tì hí thà nề hí gấp chề đề hòa na sằng tí kề. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng. Dẫu nghèo dẫn chẳng rít rong, ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Bản dịch của Hòa Thượng Dê Đức. Kính mời cô Cầm Nhân. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sư Trần Đông. Nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Thầm Ma, dạ nam mô Sằng Kha, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ thượng thọ minh hạnh đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu công râm. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 224. Tất chân phá nề na quốc chê giá giá cha bắt nhìn tí già chí tổ ê tê hí tì hí tha nề hí gắt chê đề hòa ná san tí kê sắc chăng phá nề ná quýt chay giá giác trà bắt niềm tí già chí tồ tề tề hí tì hí tha nề hí gắt chê đề hòa ná san tí kê sắc chăng phá nề ná quýt chay giá giác cha bắt niềm tí và chí tổ ê tề hí tì hí tha nề hí gắt chề đề hòa ná san tí kê nói thật không phẫn nộ của ít thí người sinh nhờ ba việc này người đến gần thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chân thật là đức hành đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng. Giàu nghèo vẫn chẳng rứt rong, ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm dân đã ôn bài xong. Và mến mời bàn tay của Huynh Quát Tha Na. Và mến mời bàn tay của cô tu nữ Tề Duyên, cô tu nữ Thâm Ma Chá Rí. Và kính mời quý vị nha. Dạ, sa thu lành thầy xin cầm vần. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Kính đảnh lễ bà ngôi Tam Bảo Đức Phật, Lão Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Tăng Chẳng Đạo Tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 212, 224. Dạ, sau đó kính mời cô tu nữ Tề Duyên cùng cô tu nữ Tham Chà Ri. Tại vì Bát Thà Na nghĩ là ký cô vào chắc chưa ổn định nên là Bát Na xin được kể trước ạ. Sắc chẳng phá nề na cú chay giá đa cha pas mìm pi giá tì cô tô ê tê hi tì hi tha nê hi gác chê đê văn na san tì kê
chẳng khó nên là cụ chay ya đa cha pa smim pi ya ti ki to e te hi ti hi tha ne hi gác chê đê vá na sán tì kê sạc chăng phát nê nà cô cháy yá đá chá phá smim pi yá tì chi tô ê tê hi tì thi thà nê hi gác chê đê vá na sán tì kê sạc chăng phá nê nà cô cháy yá đá chá phá smim pi yá chi tô ê tê hi tì hi thà nê hi gác chê đê vá na sán tì kê. Nói thật không phẫn nộ của ít thí người xin nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Chân thật là đức làm đầu chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng. Dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong ba điều tốt ấy thong dong cảnh trời. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ kính mời cô tu nữ Thăm Ma Cha Ri cùng cô tu nữ Tuệ Duyên. À là kính mời hai cô. Alo, dạ thấy cô tu nữ Thăm Ma Cha Ri có post lên chào đạo đức. Dạ kính mời cô tu nữ Thăm Ma Cha Ri với cô tu nữ Tuệ Duyên có ổn định không? Không thấy tín hiệu. À, kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên giơ tay, kính mời cô nha. Dạ, sa thú lần thầy. Dạ cảm ơn Quỳnh Bắc Thanh Ái. Thì ở đây nãy giờ đường nét nó không ổn định, trời mưa lớn quá. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, kính lễ với cô tu nữ, cô Thăm Ma Cha Ri, cô Như Pháp và kính chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, Tuệ Duyên xin kể kinh Pháp Cú số 224. Dạ cảm ơn chị Đặng Đông. Thì mưa lớn lắm. Tất chăng phá nề nắc quân chay giá đát cha bát minh bi ya chi tô ê tê hi tì hi tha nề hi gác chê đề hoa nát san tí kê sa chăng pa ne na kun chay ya da cha pas min ya chi to e te hi ti tha ne hi gat che de quan na san ti ke sát chăng phát nề sát chăng phát nề nắc quân chay giá đát cha bát min biết già chi tô ê tê hi tì hi tha nề hi gác chê đề hoa nát sàn tí kê sát chăng phát nề nắc quân chay giá đạt cha bát min bi ya chi tô ê tê hi ti tha ni hi gạt chê đi qua san ti kê. Nói thật không phẫn nộ của thí người sinh nhờ ba việc làm này. Nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên giới. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng.
dẫu nghèo vẫn chẳng dứt râm. Ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ cô Thầm Má Chê Rí có nghe âm thanh của tự nhiên không? Dạ, kính mời cô kệ kinh Pháp Cú ạ. Alo, 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 1, 2, 3, 4. Cô Thầm Má Chê Rí có nghe âm thanh của tự nhiên không? Dạ, cô Thầm Má Chê Rí không nghe. Dạ, đạo tràng của mình còn ai ôn bài nữa không? Vị huynh Quát Tha Na tự nhiên xin xuống mic. Dạ, đạo tràng cho mấy mấy nick mà hay kể thì đã kể xong rồi. Còn mỗi cô tu nữ Thâm Ma Chari mà không thấy tín hiệu cô. Dạ, cảm ơn cô tự nhiên cho biết nhà rõ. Và cũng chưa thấy cô tu nữ Như Pháp với Nick Trần Thuyền. Vừa đúng vừa nói cô tu nữ Như Pháp với Nick Trần Thuyền để thấy cô tu nữ Như Pháp vào rồi. Dạ, Quát Tha Na xin được nhường mình và kính mời cô cầm mic. Chào đạo tràng và kể bài kinh Pháp Cú số 224. Kính mời cô. Dạ, sa thủ kính cảm ơn mình Quát Tha Na. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn cộng đồng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức tự đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ với bà, với cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Như Pháp kính chào Vinh Bát Tha Na, kính chào Ma Ha Ra Chá, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Hoàng Nguyệt Chưa Giao Đạo Trang, mến chào cô Sẵn Đông, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ Em Đó, kính chào Ngào Sắc, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, kính chào Pháp Niệm Tâm. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, chư Pháp kính chào đạo tràng và xa thủ. Và mời Văn Cai Pháp Nguồn Lào Cai nha. Ủa, hôm nay nghe nhỏ hả? Cô Rạng Đông ơi, có nghe âm thanh của Như Pháp có rõ hay không, hay là bị nhỏ? Cô Rạng Đông ơi, nhà mời Pháp Nguồn Lào Cai nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp với Tuệ Duyên. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Dạng Đông và cô Tuệ Duyên cho biết âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn cô Tuệ Đông. Dạ, con xin phép được ôn bài 224. Dạ. Sách chẳng pha nề na cúc chê gia đa trà pháp mình pi già chi tổ ê tê hi tì hi tha nề hi gạch chê đề hoa na sàn tê. Nói thật không phẫn nộ của ít ý người xin, nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng. Dẫu nghèo vẫn chẳng ít rong, ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đất. Dạ, con xin phép được kể. Sang pa ne na ku chay ya da cha pat mi pi cha chi to ê tê hi tê hi tha nê hi gạch chê đê hoa là sàn tê kê. Nói thật không phẫn nộ của ít thì người xin, nhờ việc lành này người đến gần thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng, dẫu nghèo vẫn chẳng ít rong. Ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã ôn bài xong ạ, con xin được xuống mic, con dâng mic lên đạo tràng ạ. Dạ sa thú ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Pháp Môn Lào Cai. Dạ đạo tràng có nghe âm thanh của Như Pháp có rõ chưa ạ? Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn, dạ cảm ơn đạo tràng đã cho biết được tín hiệu. Ồ Thi Na ơi, Thi Na vào trễ nè, Thi Na đưa tay lẹ lên để mất quyền lợi nha Thi Na. Rồi mời Thi Na nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô thương nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Con chưa thấy bài thưa cô. Dạ, bài câu Pháp Cú số 224. Sắc chân phát nề nắc khút chày giá đạt trà đắt đắt chấp phát mình phí già chí tù ê tê hi tì hi thà nề hi cát chê đề hòa na san thi kê. Nói thật không phẫn nộ của ít thí người sinh, nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới của Hòa Thượng Thích Minh Châu. San chăm pa nê na khun jay ya dan cham pas min pi ya chi tu e te hi ti hi kha ne hi cánh chê đê hoa na san thi kê. San chăm pa nê na khun jay ya dan cham pas min pi ya chi tu ê tê hi ti hi tha nê hi gắn chê đê hoa na san ti kê. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng, giàu nghèo vẫn chẳng rít rong, ba điều tục ấy thông dong cảnh trời của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Dạ con kính gửi mic lại cho cô tư nữ Như Pháp ạ. Sa thủ kính cảm ơn Thi Na quá giỏi luôn, vừa vào là bị Như Pháp níu áo nó lên đọc được tuyệt liền. Dạ sa thủ, dạ cảm ơn cô Rằng Đông. Dạ nhờ cô tu nữ tệ viên và cô Rằng Đông cho biết tín hiệu nên Như Pháp kịp thời chỉnh âm thanh. Dạ máy này nó mất internet nên nó cứ bị tuột âm thanh mà Như Pháp không biết. Dạ con xin được ôn bài câu Pháp Quốc Kinh số 24. Sát chăng ba nề na cút chay ya tát chắc bát mình bi già chi tờ ê tê hi tì hi thà nề hi gắt chê đê qua na sanh tí kê. Nói thật không phận nào của ít thí người sinh, nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sạt chẳng phan nê nà cuột chay ya đạt chắc ba pin bì ya chi tô ê tệ hi ti thì thả nê hi gạch chê đê hoa nà sẵn tí kê. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phận hận là câu nằm lòng, dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong, ba điều tột ấy thông dong cảnh trời. Và đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tùng Đức Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài Pháp Quốc Kinh số 224. Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ tuệ duyên và quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ ôn bài câu Pháp Kinh số 24. Và bây giờ thì đạo tràng chúng ta đã đến giờ học bài mới và cũng có thượng tọa tuệ duyên vào đạo tràng rồi. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp
lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được tụng tòa. Tại vì giảng dạy bài hôm nay qua tội nghiệp Quang Thanh quá chạy có một chút xíu. Quang Thanh ơi, phải Quang Thanh vô sớm này, như pháp nhường cho Quang Thanh kệ rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ, Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bộn bề nặng gánh đo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, nào phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Hữu sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi quan hỷ đăng đàn. Tại chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 225. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. À, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa quý vị nghe rõ. Dạ. À, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi thuyết để thay cho sư Tịnh Đạt. Dạ. Và cô Như Pháp cũng lưu ý, từ nay về sau chúng tôi sẽ không thích nghĩa nữa. Khi mà vào giảng như sức tính thời trước, chúng tôi chỉ tham dự bằng cái thời giảng, sẽ không có thích nghĩa bởi canh cái giờ chúng tôi vào. Dạ. Bởi vì sự thật quá là cũng hơi bị bận rộn nhiều, và cũng vào cái thời điểm này thì mai mốt thì vào cái hạ chúng tôi phải đọc chuyển pháp luân, nó rất là dài, có lẽ là khoảng chừng qua cái thời gian khoảng trên một tiếng. Mà như vậy thì vào khoảng chừng 7:10, 7 giờ gì thì nó phù hợp. Dạ. Dạ thì xin báo như vậy. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwade Misuakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savakasangho Sankhang Namami. Đại chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư tôn đức tăng ni tu nữ cùng chư Phật tử luôn an lạc trong danh Pháp Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ. Kính lễ đến thượng tọa Minh Hạnh để đức tuệ đức cùng chư tăng đang hiện diện. À, chúng tôi có một cái này cũng sẵn nói bên ban điều hành luôn. Bởi vì đối với các vị như phải có một cái trách nhiệm ở trong, mà chúng tôi bận chúng tôi không có trách nhiệm ở trong kêu được mà thí dụ đề đạt cho sự Tịnh Đạt. Thì cô Như Pháp phải lưu ý là sạc phải trách nhiệm ở trong. Chứ còn nếu như sự Tịnh Đạt làm như các sư khác thì nó rất là kẹt. Dạ. Nó không có học phù hợp. À, tức là chúng ta phải có cái trách nhiệm lớn hơn ở trong cái mình là. Như vậy thì mấy cái sự sinh hoạt đó nó tồn tại thì cô ha. Dạ. Câu pháp cú số 225. Bậc hiền trí không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử. Câu pháp cú này chúng ta thấy sẽ có bốn cái đoạn
Ahimsaka ye munayo. Ahimsaka, đây là một tỉnh từ, từ cái căn himsa. Himsa tức là tai hại đó, mà ahimsa tức là không tai hại. Thế đây chúng ta những bậc hiền trí nào là những vị không hãm hại? Ở đây chúng ta có một cái tiếp đầu ngữ là ác, có nghĩa là không, hiêm xá là căn hiêm xá là hãm hại và tổn thương. Nó cộng với một cái chữ ác cái, nó chỉ cho cái sở hữu, chỉ cho một cái đối tượng nào đó. Cho nên nó thay bằng cái chữ dê, một đại từ quan hệ. Đại từ quan hệ. Thế đây chúng ta biết ahimsaka là không hại. Còn chữ dê là những vị nào? Hay là ai đó? Munayo. Muná, đây từ cái chữ Muní, hay là cái chữ này, chữ Muní là một danh từ, đó là hiền trí hay là ẩn sĩ hay là bậc hiền sĩ. Muní, nha. Mà chia theo chủ cách, tức là những số nhiều. Muní, Muná vô, dạ. Những vị hiền trí nào? À, như vậy đó, những người hay là bậc hiền trí nào, hay những ẩn sĩ nào. Cái chữ muni này nó rất là đặc biệt. À, tức là cái chữ sắc giác muni, bậc mâu ni, tàu âm là mâu ni, đó chúng ta nhớ vậy đó ha. Là đứng. Quý vị chờ chúng tôi một chút xíu. Xin cáo lỗi quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Rồi chúng ta xong một cái từ, cái chữ như nãy chúng tôi đã nói đó, Phật Mâu Sắc Cái Giá Hòa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì sẽ thật ra không có một tiếng Bali Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta nhớ nghe. Mà Sắc Cái Giá Mâu Ni tức là ẩn sĩ dòng Thích Ca thì có, tức là thành kính thành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là cái từ mà chúng ta thường gọi như vậy, nhưng trong tiếng Pali không có một câu nào mà để rồi chúng ta ghép là thôi. Chứ sự thật ra ở trong kinh Tạng, bởi vì thường thường các sư đọc Nam Mô Bụt-tha-ya giá thành kính đến Phật. Chứ còn thí dụ chúng ta nói đến dòng sắc cái giá thì lúc làm khác rồi. Chúng tôi nói vậy đấy cho quý vị hiểu luôn. Nè, cái chữ Mâu Ni là cái chữ Mâu Ni đó, tàu âm là Mâu Ni. Đây cũng là cái điều mà chúng ta cũng lưu ý. Nếu như ai học Pali thì chúng ta lưu ý cái điều này. Dạ. Tiếp theo Nichang Kaye Na Sanguta. Đã được thu thúc về thân một cách liên tục, không cách thường xuyên. Thường cái chữ Nichá, đây là một trạng từ, cái từ thường xuyên hoài đó, làm thường thường hoài đó. Còn cái chữ ca giá là cái thân, mà ca dê ná, bởi cái thân. Cái chữ săn vũ tát là cái chữ cộng căn săn, có nghĩa là những người mà nó đây nó thuộc về nó thuộc về quá khứ phân từ, tức là những người đã được thu thúc hay tự mình đã thu thúc. Thì ca dê ná là cái chữ ca giá và chữ săn vũ tát. Còn chữ nít chăng là thường xuyên rồi, cặn từ. Ở đây tức là tiếp đầu ngữ săn là hoàn toàn hay tự mình. Và cái chữ vát
Và cái căn vá là cái cản trở hay ngăn che, tức là thu thúc về thân một cách thường xuyên. Câu thứ ba, tê danh tí a chú tăng tha năng. Những vị như thế thì đi đến cái bất tử. Tê danh tí, tê danh tí a chú tăng có nghĩa là a chú tá có nghĩa là đây là một tỉnh từ, có nghĩa là bất tử hay là không chết, nó cũng giống như amata vậy đó. Amata tức là bất tử, nó cũng giống nó cũng đồng nghĩa như vậy đó. Cái chữ chú tá là đã chết, mà a chú tá có nghĩa là bất tử, là không có chết. T là một danh từ, danh tí này đây là có nghĩa là đây là một cái từ chỉ là những người hay là họ hay là những ai như thế đó thì đi đến bất tử. Dạ. Đi đến bất tử. Còn cái chữ yatha, yatha gan toa naso chare có nghĩa là cái chữ ganh toa, từ cái chữ gách cho tí, ganh toa đây từ căn găm á, tức là sau khi đi đến hay sau khi đã viên mãn thì không còn. Còn cái chữ sô chá rá từ cái căn xuất, cũng nghĩa là sầu muộn hay tan khóc. Giá tha ganh toa ná sô chá rê, đây cũng là một bất biến từ, nó chỉ có hai từ, là cái chữ cái từ giá tha là ví như vậy đó, giống như vậy đó. Gan toa nó so cha re, gan toa đã nói rồi là sau khi đi đến so cha re là sầu muộn hay là sự than khóc, có nghĩa là nơi sau khi đi đến thì các vị không sầu muộn, không than khóc. Dịch rằng bậc hiền trí, bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không u sầu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hãy xem những bậc hiền nhân nói làm suy nghĩ, chánh chân, chế mình, thâm sâu trạng thái quang minh, chẳng sầu, chẳng muộn, vô sinh niết bàn, là của giới đức. Cái duyên sự này cũng rất là đặc biệt. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nghe cái duyên sự thì chúng ta mới thấy nó là một cái điều mà cũng rất là hay. Khi Đức Phật ngài ở tại Anjanawana, tức là gần cái Saketa, thì chưa dạ chúng con cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền cầm mic trở lại ạ. Đạo tràng chúng con không còn nghe được ạ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của Như Pháp không? Cho Như Pháp xin một tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn cô Rạng Đông. Vậy là đạo tràng cũng không nghe được âm thanh của thượng tọa và Tuệ Quyền phải không? Dạ cảm ơn Châu Phan. Dạ cảm ơn Pháp Niệm Tâm. Dạ một lần nữa chúng con cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền cầm mic trở lại ạ. Dạ cảm ơn cô Đặng Đồng rất nhiều.
Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trung trong giây lát. Dạ, sư không biết, sư rất mít. Nên là... Dạ, chứ, dạ, con thấy sư đã trở vào đạo tràng, con kính nhân mít đến sư ạ. À. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ chưa? Dạ. Bây giờ phải sử dụng cái cell phone, cái máy kia thì nó hơi bị trục trặc chút xíu. Mà dùng cái cell phone thì nó khi có điện vô thì thường nó rớt. Thì chúng tôi xin nhắc lại cái duyên sự. Nghe cô Như Pháp nói hồi đã rất lâu rồi. Thì duyên sự thì khi Đức Phật cùng chúng tăng đến cái thành Sa-kê-tá để khất thực. Thì có bà La Môn khi đi đến thành á, ông ta đi ra gặp Phật. Ông ta quỳ mọp xuống. Ông ta quỳ mọp xuống và ông ta nói với ngài: "Tại sao con đi đâu bao lâu mà không về lo cho cha cho mẹ khi tuổi về già? Lâu quá bây giờ con mới trở về." Ông ta mới đến nắm tay Đức Phật mới đưa về nhà. Thì Đức Phật ngài cũng vẫn đi theo ông ta đi về nhà. Rồi sau đó vợ của ông ta đi ra và cũng nằm mọp xuống dưới chân, rồi nói: "Hôm nay con, tại sao con lâu quá con không về với cha mẹ, không lo cha mẹ tuổi về già sao?" Rồi kêu các những người anh em ở trong nhà ra để chào anh của các con đi, cũng những người làm cũng như thế, mà với cái tâm rất là vui vẻ và hoan hỷ. Mà sau đó an bài này cúng dường đến Phật cùng chư thánh tăng mà tăng chúng và xin hãy thường xuyên ghé nơi đây để thọ thực. Thì Đức Phật ngài nói rằng chư Phật không có ghé ở một nào nhất định bao giờ. Thì mới thỉnh nếu như vậy thì có ai mời thỉnh thì xin hãy báo cho hai bà biết. Thì sau đó đặt bát xong thì ông bà mới vậy thì ngày mai mới thỉnh về nhà để thay tăng. Thì hôm sau bà La Môn mang canh từ nhà đến nơi Đức Phật. Thì những ngày mà không có ai cúng thì ông bà cũng đem đến để cúng dường đến đại chúng tăng cùng với Đức Phật. Và hai ông bà nghe pháp sau đó chứng đắc A-la-hàm. Thì chư tỳ kheo mới ngồi ở trong giảng đường nghĩ rất là lạ. Ông bà La Môn này biết Đức Phật là con của biết Đức Phật biết Xá Thế Tử Sĩ Đạt Ta là con của Suddhodana là cha, và hoàng hậu là Mahamaya là mẹ, như vậy mà đã biết như vậy mà lại gọi Đức Như Lai vẫn là gọi con. Và Đức Phật ngài là im lặng chấp nhận như thế. Tại sao cũng lạ, im lặng ngài không nói gì hết. Thì khi nghe Chư Tăng thắc mắc như vậy thì bà trình lên Đức Phật, thì Bậc Thật nguyện giải thích: "Này các tỳ kheo, hang bà La Môn gọi Như Lai là con trai của chúng ta là hai ông bà đã kêu con của mình thật như vậy đó." Rồi ngài dẫn cái tiền tích rằng: "Này các thầy tỳ kheo, trong thời quá khứ bà La Môn này là cha ta liên tiếp 500 kiếp, là dưỡng ta 500 kiếp, là ông nội ta 500 kiếp liên tiếp. Còn bà La Môn này đã 500 kiếp liên tiếp là mẹ ta, 500 kiếp là cô ta, 500 kiếp là bà nội ta. Thế là ta được trưởng dưỡng trong tay ông bà La Môn này 1.500 kiếp như thế." Đức Phật ngài giải thích một cách xác định, một cách rõ ràng như vậy. Đức Thế Tôn, sau đó Đức Thế Tôn này cư ngụ sau 3 tháng. Gia đình này hộ độ rất là nhiều, mãn mùa an cư theo ông bà đã chứng đắc A-la-hán và viên tịch vô dư. Thì sau khi mà làm phước cúng dường trọng thể như vậy và làm ma chay đó, sau khi xe tăng rước thi hài của hai ông bà đem ra khỏi chỗ đem ra chỗ quá táng, Đức Thế Tôn dắt 500 tỳ kheo tùy tùng đến lò thiêu xác để chúng nghe tin đó là cha mẹ của Đức Phật đã niết bàn, rủ nhau đến Bậc Thành đi theo đưa đám. Đức Thế Tôn đứng ở trong nhà gần mộ nơi hỏa táng và nhiều người đến đánh lễ ngài xong rồi tỏ lời phân ưu, để tỏ lời cũng tiếc thương cho ngài như vậy. Thì thay vì đối với
với họ, Ngài chỉ nói rằng chớ có nói như vậy, vì ta xét rằng liên duyên lành của hội chúng nói như thế. Cho nên Ngài trước lên cái pháp thoại, cái cơ căn duyên, cơ tánh đặc biệt này. Và Đức Phật Ngài thuyết lên cái kinh mà ở trong Cha Tá Xuất Tá là cuối thời Pháp, thì có 80.000 chúng sinh chứng đắc Pháp Nhãn Chư Tỳ Kheo. Không biết ông Bà La Môn đã viên tịch nên bạch hỏi bạch Ngài, hay ông bà sẽ thọ sanh về nơi nào? Ngài các Tỳ Kheo, những bậc tịnh giả vô học như thế không còn tái sanh, bậc như thế chỉ có vô duy niết bàn, là bất diệt, là bất tử. Rồi Ngài thuyết lên câu kệ. Để chúng ta thấy, bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không u sầu. Thì kính thưa quý vị, cái chữ muốn ý hồi nãy á, trong cái thích nghĩa đầu tiên á, nó rất là đặc biệt. Cái chữ muốn ý là một bậc ẩn sĩ, là một bậc hiền sĩ, là một bậc tịnh giả đó. Thì đây chính là bậc đã thành tựu đạo quả viên mãn, đã tu hành một cách hoàn hảo. Ở trong chú giải, cái chữ chúng muốn ý muốn nói vô, tức là những bậc ẩn sĩ. Cái chữ ẩn sĩ như vậy đó. Bậc hiền sĩ, bậc ẩn sĩ. Đó có nghĩa là để cho gì? Để nói lên, để ca tụng lên những bậc mà hiền nhân hay là ẩn sĩ đó. Chứ không phải là chỉ thường thì các vị này có cái tâm ahimsaka vô hại. Mà chúng ta nhớ lại cái chữ ahimsa, tức là vô não hay là vô hại. Ahimsa, tên của Ngài tướng cấp vô não đó, đầu tiên là vô hại đó quý vị, chứ không phải là quá hại đâu. Khi mà bàn tay coi như đẫm máu thì lúc đó mới là quá tai hại, chứ sự thật ra đầu tiên tức là Ngài ahimsa. Và chính Đức Phật này cũng xác định rõ, sau khi chứng đắc thánh đạo thánh quả thì ahimsa là vô hại, chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Và cũng như là chúng ta thấy bậc hiền trí hay bậc ẩn sĩ, hay gọi là bậc thánh, bậc chân nhân, bậc thánh cao hơn cái bậc chân nhân. Bậc chân nhân có thể chứng đắc thiền là một bậc chân nhân, nhưng bậc chân nhân cũng là bậc thánh. Nhưng có những bậc chân nhân có nghĩa là hiền nhân, nhưng chưa phải là thánh nhân. Còn chữ muốn ý này rất là đặc biệt, nó chuyên như chữ phí khú vậy, tỷ kheo. Không có đơn giản chữ tỷ kheo đâu, là một bậc coi như là ly trần vô cấu, chẳng còn khổ đau, chẳng còn sầu muộn. Chúng ta phải nhớ như vậy đó, chẳng còn khổ đau, chẳng còn sầu muộn. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta khi chúng ta biết được cái chữ ẩn sĩ này, thì chúng ta mới thấy cái chữ muốn nó vô, nó là quan trọng ở chừng nào. Cũng vậy, ở đây gọi gì là bậc hiền thì không hại ai. Không hại ai thì dĩ nhiên rồi, cái tâm của các bậc thánh, tứ đạo tứ quả, là cái tâm tố, nó phi thiện, phi bất thiện. Thiện còn không có, bất thiện còn không có. Tại sao như vậy quý vị? Tại sao bậc thánh không có tâm thiện? Bởi vì tâm thiện là tâm trả quả. Dầu cho là thiện dục giới, thiện siêu thế, xin lỗi, thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới đều là trả quả. Nếu như tâm thiện như vậy thì các ngài đã không còn tái sanh nữa. Cho nên tâm quả hay là tâm duy tác hay là tâm vô ký, xin lỗi, tâm vô ký và tâm tố, mà trong cái tâm quả chúng tôi nói lộn, thì đó chúng ta thấy là mới gọi là cái bậc không còn sanh tử khổ đau. Cho nên cái chữ muốn ý này là một cái từ đặc biệt, chứ không phải là bình thường. Các ông Bà La Môn, chúng ta thấy bây giờ nói, Đức Phật Ngài nói chúng ta từng là quyến thuộc nhau, từng là kẻ thù, từng là người thân, từng là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là những gì rất là đặc biệt. Bởi vì khi mà chúng ta có thể nhìn nhau bằng một thiện cảm, nhìn nhau bằng một cái ác cảm, là do chính cái nghiệp thiện
và nghiệp bất thiện chính là duyên thiện hay duyên bất hay là duyên thuận duyên nghịch nó khởi sanh lên. Nói gì mà chính xác hơn, duyên thuận hay duyên nghịch. Hễ mà chúng ta nếu biết đó là nghịch thì chúng ta biết kham nhẫn, chúng ta vượt qua để không phải gây cái sự khổ đau kéo dài trong độ luân hồi nữa. Nhiều khi mình bực bội, nhiều khi mình có những cái việc ở trong lòng chút xíu, nhưng rồi chúng ta nhớ chúng ta bực rồi, rồi chúng ta hét lên, chúng ta nói lên, rồi chúng ta bỏ xuống, có gì chứ, đó cũng là đỡ hơn. Nhưng chúng ta phải có một cái sự chửi mắng, đánh đập, rồi sỉ vả người ta, rồi câu thúc người ta, thì đây chính là cái điều đau khổ vô cùng. Nếu như chúng ta kết cái nhân bất thiện, phải chịu cái quả bất thiện. Còn ngược lại, nhiều khi người ta làm mình không thích, hay mình thích người ta gì đó, là chúng ta biết đến cái duyên thuận. Bởi vậy cho nên cái sự tu tập ở đây nè, chúng ta tập làm một cái bậc hiền sĩ, hay là tập làm một bậc ẩn sĩ, là một người trí. Chúng ta không hại họ về tư tưởng, đối tam nghiệp, thân khẩu và ý nghiệp, để không làm hại họ, để không suy nghĩ xấu họ, xong khi nghĩ không suy nghĩ sai về họ. Bởi chúng ta không có thể nào chúng ta được phép chê hay là khinh miệt một ai hết, bởi vì trong dòng sinh tử luân hồi này chưa biết ai hơn ai đâu. Thấy như vậy đó mà chưa biết à? Đến khi kết thúc cuối cùng, sanh tử mới là một chuyện. Cái thứ hai nữa là khi cái nghiệp của người ta đang nghèo, người ta đang khờ khạo, người ta đang ngu dốt. Nhưng khi cái quả người ta trả hết rồi đó, thì cái thưa quý vị, nó sẽ sáng ngời. Mà chúng ta đâu biết. Mà chúng ta hơn nhau ở trên cái gì? Ở trên cái phước, ở trên cái pháp độ. Nếu như là người tu, thì hơn nhau trên cái pháp độ tu tập. Mà pháp độ tu tập người nào vượt qua, người nhẹ, người nào có thể thành tựu được, thì người đó sẽ là rất là đặc biệt, rất là tốt đẹp. Cho nên khi chúng ta tu á, thì nó là một chuyện khác. Mà khi chúng ta không tu thì nó là một chuyện khác. Cho nên á, Đức Phật hay xác định rõ cái ông Hoang Bà La Môn này là cha, là mẹ, là cô, là bà, là ông của Đức Phật 500 kiếp. Thì chúng ta biết 500 kiếp như vậy thì cái gì? Thì cái phải nói rằng là cái tình thương mến thương, một cái ái nó đã trầm luôn rồi. Và Đức Phật ngài chấp nhận như vậy, chúng ta hiểu biết được một cái điều rất là đặc biệt. Là sao vậy? Là chính ngài muốn tế độ Hang Bà này, ngài mới đi về Sa-kê-ta. Dạ. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và cũng như ngài đưa cái đám mà để chuẩn bị đi thiêu, chúng ta gọi là tiễn đưa đến Tha Ma Mậu Địa đó, là đến đó để ngài tế độ chúng sinh mà nãy chúng tôi nói đó. Chứ phải ngài đưa cái đám đi làm gì? Rồi người ta đến, người ta chia, chúng ta nói là chia buồn á, hoặc nói với Phật thì cười, người ta đến đây vì có những người nơi đây được chứng đắc thánh đạo thánh quả, ngài mới đi tới. Và đặc biệt tức là chúng ta thấy Đức Phật ngài, những ai có cái ân, có cái đặc ân đối với ngài, ngoài ra số Thô Đa Na và Maya là Hang Bà này, ngài dĩ nhiên còn nhiều nữa, nhưng điều mà những cái nhân gần được Đức Phật ngài, và những ai mà đủ duyên với ngài, ngài đều tế độ. Mà số Thô Đa Na là Đức Phật ngài quay về thành Ca Tỳ La Vệ khi vua cha bệnh hoạn, và lên tận cung trời Đạo Lợi 3 tháng thiết vi diệu pháp cho bà Maya, bầu bào của hậu Maya nghe. Thì ở đây chúng ta thấy cái duyên, chúng tôi nãy chúng ta nói về cái duyên, cái duyên thuận duyên nghịch mà ở đây Đức Phật ngài đón lấy. Tại sao ngài phải đón lấy như vậy? Ngài không có giải thích gì hết, bởi vì người này ngài cần phải tiếp độ và đúng với cái tinh thần, cái thuận duyên muốn gửi đến với ngài. Và chúng ta thấy bậc hiền trí, tức là bậc không còn cái não, thì tam nghiệp của chính các ngài
đã được chế ngự, đúng như vậy đó. Nhất là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, dĩ nhiên là phải được cái chế ngự, hay là được một cái sự thu thúc một cách tốt đẹp, một cách hoàn toàn. Và người mà như thế đó, khi mà có sự thúc, đã thu thúc, khi mà gọi là ẩn sĩ, bậc hiền không hại ai, ở đây xác định rõ, tức là bậc thánh nhân, thì tâm tư của các ngài là vô hại, tâm tư của các ngài là không còn mang một cái u sầu, mang một cái đau khổ đến cho chính ai cả. Mà tâm của các ngài đó, bởi vì sao vậy? Đã đạt được cảnh bất tử rồi, đã vô sanh bất tử rồi. Cho nên như thế nào? Không có sầu muộn. Mà các vị này không biết rằng hai ông Bà La Môn sau khi nghe Đức Phật ở lại sau thời gian 3 tháng chứng đắc tứ đạo, tứ quả luôn. Đầu tiên thì chứng đắc A-na-hàm, tức là bậc coi như là Nhất Lai đó. Và cuối cùng là chứng đắc Bất Lai. Thì làm sao mà có cảnh giới tái sinh? Và cho nên Phật chẳng sầu, chẳng muộn, vô sinh niết bàn, hay là đạt được cảnh bất tử, đến đây không có u sầu. Ở trong cuộc đời này á, quý vị biết, đã quen từ những tiền thân kia rồi, cũng đã ghét nhau từ tiền thân kia rồi, sẽ nhắc lại, nó vừa lòng hay không vừa lòng, tất cả là cái nhân duyên. Cái nhân duyên đó đối với đời, nhân duyên đó đối với đạo. Tại sao mà là con của người này, là bố, là mẹ, là ba, là mẹ? Tại sao là thầy, là đệ tử, là huynh, là đệ? Là tất cả nó đều có một cái khế cơ, khế lý. Mà trong cuộc đời này, chúng ta không có cái trí tuệ để nhìn thấy, hay không có cái thần thông, không có một cái sự sáng suốt để chúng ta nhìn thấy một cái thấu suốt. Nhưng nếu như người trí tuệ hiểu biết một cách căn bản về Phật Pháp, thì người ấy sẽ có cái gì? Sẽ có sự suy nghĩ nó khác hơn. Suy nghĩ khác hơn tức là gì? Không gieo cái nhân xấu. Mà thường á, chúng sinh là do sợ quả ra, chứ không có sợ nhân. Mà Bồ Tát là người có trí tuệ, thì người ta sợ gây cái nhân bất thiện, hay cái nhân ác. Gây cái nhân bất thiện, gây cái nhân ác đó, chúng ta phải chịu cái quả ác. Gây cái nhân bất thiện thì chúng ta chịu bất thiện. Gây cái nhân nghịch cảnh sẽ đi đến nghịch cảnh. Hãy mà gieo cái nhân thuận duyên thì sẽ được thuận duyên. Cái tâm như thế nào thì cái quả nó sẽ như thế đó. Như chúng ta làm cái việc thiện thì nó kết quả thiện, kết quả trắng. Đối với cái hành động đó chính là nghiệp trắng. Còn hành động ác đó chính là nghiệp đen, nó kết quả đen. Tâm phàm phu của con người thì là tâm vừa trắng vừa đen, thì kết quả vừa trắng vừa đen. Tâm không trắng không đen sẽ không có kết quả trắng đen. Đó chính là cái gì? Tâm của các bậc thánh. Chúng ta nhớ, các ngài vượt ngoài cái hệ lụy của nghiệp quả, không còn bị cái sự chi phối của nghiệp quả. Một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, không còn đau khổ nữa. Chứ còn tất cả chúng ta, vừa nghiệp trắng vừa nghiệp đen. Khi tâm tư của chúng tôi bực bội, đó là nghiệp trắng. Khi tâm tư của quý vị bực bội, đó là nghiệp, xin lỗi, tâm tư bực bội là nghiệp đen. Tâm của quý vị cũng vậy, bực bội, khó chịu, ham muốn, bực bội, khó chịu, giận hờn, mê mùi, thì đó là bất thiện. Người nào cũng như thế. Nếu là phàm phu khởi lên cái tâm bất thiện là gây một cái quả nghiệp đen. Và quý vị cũng vậy. Mà đời sống bình nhật của tất cả chúng ta thử suy nghĩ cái đi. Có bao nhiêu là cái thiện ác trong cuộc đời? Một cách liên tục, một ngày như vậy, nếu chúng ta không có cái sự chánh niệm, có một sự tỉnh giác, thì là chúng ta rơi vào bất thiện, rơi vào phóng dật. Mà phóng dật đó chính là bất thiện tâm, si phóng dật.
từ cái sự hiểu sai, từ cái sự bực bội, từ cái sự khó chịu. Cho nên tu nó hay lắm quý vị. Hiểu được như vậy, biết được như vậy mà chúng ta tu. Chứ đừng có mình nói chút xíu ta nghe được, hoặc mình chỉ người ta tu, người ta thấy ta tu, người ta thấy nó an vui chút xíu, mình tưởng ông thần, ông thánh có đâu. Bây giờ một cái tâm mà đủ dài, vốn tâm tư của chúng ta nó đã quen với cái cảnh bất thiện rồi, suy nghĩ, lời nói và hành động xấu nó quen, cho nên suy nghĩ thiện, hành động thiện, lời nói thiện rất là khó, chứ không phải chuyện dẫn đâu. Dẫu cho là người tu, dẫu cho là người xuất gia hay là người tại gia, biết mà chúng ta chuyển quá liền, nó vừa đốt lên là chúng ta cho nó mát lại, chứ còn không giữ cái sức nóng đó, nó sẽ tàn phá chúng ta. Giữ một cái sự mong cầu, một cái tham dục đó, một cái sân độc đó, thì nó tự động nó chúng ta đốt cháy chúng ta thôi, chứ không ai hết. Rồi chúng ta mới trách rằng người này người kia hại mình, người này người kia tốt, người này người kia xấu, tất cả là sai. Sai trên một cái nhìn của chính mình về họ. Và con người mình nó nhiều chuyện lắm, nó hay móc mê môi cái chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện to gì đó. Cái gì mà mình thích á thì tất cả là 10, mà cái gì mình không thích á là không, số 0. Mà còn có vừa thích vừa không thích thì thôi kệ, cũng chấm 4 năm đi. Ở trạng thái tức là lưng chừng. Chứ thường chúng ta một ghét hay thương, nếu mà người tu đó bước xíu thì kệ, chuyện đó chuyện phiền não, chuyện đó chuyện không nên. Chúng ta ít bao giờ biết phản tỉnh, ít có phản tỉnh. Mà khi như vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta chưa đến một cái cảnh giới nào ở trong tinh thần thánh quả, hay là chúng ta chưa có là một người gọi là Sapurisat, hay là thế là bậc coi như là Bandita, tức là bậc hiền trí một chút xíu. Nếu chúng ta chưa là hiền trí, nhưng chúng ta cũng tập biết nhận đâu đúng đâu sai, có tạm có quý, chúng ta phải nhìn nhận cái điều đó. À, còn nếu như không thì nó rất là bất lợi. Khi cái tâm sân của mình nó khởi lên, nó rất là nhanh, nó rất là buồn, rất là bực, u sầu, bực bội, khó chịu. Mà nếu như lúc đó chúng ta không dẹp bỏ nó đó, nuôi dưỡng nó, giữ nó đó, thì tự mình đau khổ. Nhốt nó 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm, 8 năm, vân vân và vân vân. Rồi cuối cùng mình mệt mỏi, chứ không ai hết. Cái sự tu, một chuyện rất là đơn giản, một chuyện rất là bình thường. Ở trong cuộc đời này, nhiều khi mình đang nặng nề, mình đang bị bực bội, khó chịu gì, có chuyện vô, mình dễ bực bội. Những điều mà mình biết như vậy là tốt, hơn là không biết. Cứ đụng là bực, đụng là bực, đụng là khen là khoái, nghịch lại là giận hờn, là chúng ta đã không có tập một cái tánh của một người tu, không có biết kiểm soát, không có biết tu tập, không biết tu thúc. Mà chính là ý nghiệp này, chính là ý này không được canh phòng. Chúng ta lâu lâu chúng ta phải quay về chút xíu. Nếu chúng tôi khen quý vị thích, nếu chúng tôi chê quý vị bực. Tại sao như vậy quý vị? Tại vì con người mình chấp ngã, tự cho rằng mình hay như thế này, tự cho rằng mình tốt như thế kia, nhưng sự thật cái đó đều là giai thủy hư vọng, đều là sai, đều là không đúng, đều không tốt. Người ta nói rằng nói rất là dễ mà làm rất là khó, tất nhiên. Nhưng hãy suy nghĩ tốt, tập suy nghĩ tốt, và đừng nói xấu, đừng nghĩ xấu, đừng mạ lị, đừng xem thường. Hãy tôn trọng. Mà chúng ta thấy Đức Phật này sống rất là tình. Chúng ta nói cái tình ở đây của thế sự, không phải tình yêu thương gì, nhưng điều mà sống rất là hiểu lý.
Chúng ta biết ngày về, Ca Tỳ Lá Vệ. Hồi quay về, Ca Tỳ Lá Vệ. Ngài làm những cái bài học thân giáo cho tất cả hết sức là đặc biệt. Quý vị lúc đó, Giê Du Đà La đó, sau khi mà Thế tử Sĩ Đạt Ta bỏ đi tu, thì quý vị biết là bà ta buồn lắm. Rồi bà ta cũng không có tơ tưởng đến ai cả. Rồi ở đó nuôi con, rồi ở đó nuôi ra hồ la và lo cho cái chuyện căn bản. Thì không có đơn giản mà ra hồ la. Sao không có đơn giản mà Gia Du Đà La đi với Ngài ở kiếp chót này. Mà từ trong tiền thân đã nợ tình nhau rồi. Cho nên đó, chính Đức Phật Ngài tận nơi của bà Gia Du Đà La đi đến. Thì lúc đó Gia Du Đà La buồn. Mà nếu tức là buồn và giận, giận Ngài lắm. Những điều mà sự xuất hiện của Ngài, nó là một cái, nó là một cái như là một phương lương dịu dược. Nó là một cái cam lồ tưới mát liền. Bà ta nhìn Ngài đến, bắt đầu ôm với dưới chân của Ngài, đảnh lễ Ngài. Và Ngài nóng rất là hay. Cảm ơn Như Du Đà La đã cùng Như Lai thực hiện pháp độ biết bao nhiêu là, tức là rất là lâu. Như Lai cùng với Như Du Đà La, cảm ơn Như Du Đà La đã cũng hỗ trợ cho Như Lai thành tựu pháp độ. Vì thế đặc biệt không? Nếu như mà Ngài biết Ngài mà không đi tới đó, bà ta vỡ tim. Chúng tôi nhớ như vậy đó. Lúc mà xem mà học được như vậy đó. Và cũng vậy, hai ông bà hôm nay, hai ông bà La Môn này không phải tự nhiên mà phát ngôn một cách từ đại như vậy, nói đại như vậy, mà nó như là một tiền thân nó hiện về. Bởi vì cái sự thấm sâu, cái sự dày đặc chồng chồng kiếp như vậy, làm sao mà không mến, không thương. Thì chính cái tuệ nhãn của Đức Phật đã nhìn thấy. Cho nên Ngài không có khiển trách hay không có ngăn chặn gì cả, để tùy duyên. Nhiều khi á, các thầy tỳ kheo không hiểu được cái nhân của Đức Phật Ngài làm như vậy. Cũng với Đức Phật Ngài cũng nói lại cái tiền thân để phá tan cái sự nghi ngờ của thính chúng, đặc biệt tức là của các thầy tỳ kheo, là tại sao như thế. Thì trong cuộc đời này chúng ta thấy tại sao chúng ta nếu đem đến cho nhau những cái thiện duyên, thiện căn, thì chúng ta đạt được một cái thuận dòng. Còn nếu như chúng ta nghịch dòng thì nó rất là dễ. Bởi vì hiểu thương với nhau thì rất là dễ. Còn không hiểu không thương thì nó rất là bất lợi. Tức là có cái sự bực bội, cái sự khó chịu, cái sự oán hận. Tại sao không bỏ xuống, cứ mang đeo thì đau khổ thôi. Thì cứ sầu muộn, thì không đạt đến cảnh giới an lạc bao giờ cả. Cho nên ở đây cái tu, nó không phải là một chuyện gì, mà nó là to tát, nó ghê gớm, mà nó chính là từng bước thôi. Chúng ta chưa là bậc thánh nhân, chưa là bậc muốn đi, muốn nó vô. Là những bậc đại sĩ, là những bậc anh hào, anh kiệt, là những người quân tử, hay là những bậc trượng nhân, những bậc trượng phu, vân vân. Nhưng chúng ta phải là một người chín chắn, tốt đẹp. Chúng ta phải nhớ như vậy. Ít nhất chín chắn về cái gì? Về lời nói, về cái hành động của mình, về cái sự suy nghĩ của mình. Nếu chúng ta không tập thì chúng ta khó có thể mà thực hành, hay khó có thể đạt được một cái viên mãn nào cả. Dầu cho bao nhiêu năm, thì chúng ta cũng không có thể biến đổi được. Nếu như không có biết, có một sự cải đổi, có nhìn nhận,
có sự hiểu biết rõ về mình. Mình được cái gì và không được cái gì, mình có cái gì và không có cái gì. Có là có cái gì? À, những thiện sự hay là những cái điều tốt, điều vui kia. Chứ còn thí dụ như cái sự bực bội, cái sự khó chịu, thương người này, ghét người kia, được cái việc này, không được việc nọ, thì tất cả nó là u sầu thôi. Tất cả nó là chỉ là quá hư không, có chuyện gì hết. Dạ. Khi chúng ta được biết cái nhân thiện, chúng ta nên gìn giữ, nên gieo trồng cái nhân thiện, thì nó kết quả thiện. Nếu chúng ta không hiểu mà chúng ta vô tình, bằng một sự bực bội, bằng một sự khó chịu của mình, mà mình không có vượt qua, thì đó chính là chúng ta mang cái giống bất thiện, cái giống ác, cái giống khổ đau trong lòng mình. Bởi vì chúng sinh thường từ chỗ tối đi đến chỗ tối nó nhiều hơn là từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Những chúng ít có những chúng sinh từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng hơn, khó lắm. Thường thì từ chỗ tối đi đến chỗ sáng có, và từ chỗ sáng đi đến chỗ tối thì quá nhiều. Trong cái không hiểu nhân duyên, không hiểu nhân quả mà chúng ta tạo ra những cái điều phiền đau khổ. Dạ. Thì kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay, chính Đức Phật Ngài xác định rõ cái giá trị của một con người tự tại, của một bậc mà vô cầu vô hại, của một bậc mà giải thoát hoàn toàn, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, được vị ấy thiết lập một cách đầy đủ. Và cũng như thế, mong tất cả chúng ta sẽ đạt được một cái giá trị không sầu không khổ, một cái trạng thái, tức là một trạng thái tâm được yên vui, được tốt đẹp, và luôn luôn có sự chế ngự, luôn luôn có sự kiểm soát. Nếu chúng ta là phàm phu thì chúng ta nên tập có sự chế ngự, có sự kiểm soát của tâm mình, của thân mình, của lời nói mình, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được an lạc. Còn bằng ngược lại thì chúng ta chỉ đưa đến đau khổ thôi. Giờ xin có đôi điều trình bày qua cái câu pháp cú số 225 là như vậy. Kính chấm dứt thời gian thuyết nơi đây. Nếu có điều chi sẽ thích kính ngưỡng mong toàn thể để chúng quan hệ cho kính dân Phật phước lành được tới đây để tới tất từ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, như là các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh giác linh ở tại chùa Quảng Nghiêm, chùa Bù Đức, cũng như đến thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị và chúng tôi được an lạc, được tấn hóa, mong cho tất cả đều được sống luôn luôn có cái sự tu tập tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Tha Giá, A Quan. Dạ, sa hú là niềm thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tây Quyền đã mạc giảng bài học số 225 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học cùng theo có được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tây Quyền. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính nhân mất đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha rupa vena sada satai pungantuite bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma rupa vena sada satai pungantuite bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha rupa vena sada satai pungantuite. Tôi khen phương có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Huyền, Phật Đại Đức, Tuệ Đức cùng chư công đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được họ tiền quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, xin mời quý Phật tử cùng tấm dân hồi hướng. Gia đề quả ta sanh ti vi na ra hoa si ni phu pe ga re bo phi ga re ta hình
ta tham ma đa đề na pa văn tu bù chi ta so thiền ca gòn tê thá vi hà ra măng đa đề thê ra cha ma cha na va ca cha vi ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha nê sa ni ga ma cha i sa ra sắp ba na bu ta su ki ta ba văn tu tê cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa hoa sam sê đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni tăng tham ma hoa rằng ba pi cha tê sắp bê pi đúc khắc sa kha ron tu sang kha yang tha tu ki răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha tham ma tha ra cha phut ya la sang phô hô tu sa mắc vô vá a tha ya cha hi ta ya cha am hê ra kham tu sắc tham mô sắp bê vi tham ma cha ri nô phut thim sam pa phu ni ya ma tham ma ri ya pa vê di tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã ôn tập vào đông nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào đông học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân sinh xin.